Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp sản phẩm mới nhất đến từ Nokia ra mắt tại thị trường Việt Nam với giá chỉ 2,5 triệu đồng. Đó là một sản phẩm mình đánh giá là cực kỳ đáng mua với chất lượng hoàn thiện và ngoại hình siêu siêu cao cấp. Xin giới thiệu chiếc Nokia 2.3. Sản phẩm này thì vẫn được đóng hộp như mấy cái điện thoại Nokia khác với hình sản phẩm ở trước và đôi tay được nắm chặt với nhau. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này đó chính là việc được hỗ trợ cập nhật phần mềm đến 3 năm bởi vì nó chạy Android One mà. Các bạn có thể thấy mình nói vô cùng lưu loát cái sản phẩm này bởi vì mình quay cái này khoảng được 3 lần rồi nên là mình nói không thể nào mà trượt được. Đó chính là cái sản phẩm và mình sẽ tiến hành tháo siêu. Cảm giác thấy tươi mới đúng không các bạn? Mình diễn thôi, thật ra mình cũng tháo siêu 3 lần rồi. Bên trong sản phẩm này sẽ có phụ kiện bao gồm là một cục sạc. Và các bạn nhìn thấy nó chút ép thế này thì cứ nghĩ là nó sạc chậm đúng không? Chính xác. Cục sạc này chỉ có công suất là 5V 1A thôi. Và đây là cáp micro USB trông khá là xịn sò. Đó là toàn bộ phụ kiện của sản phẩm này, cộng thêm một cái que chọc sim nữa. Vì là một sản phẩm giá rẻ nên là việc không được tặng tai nghe là chuyện hoàn toàn hợp lý, mình không có ý kiến gì cả. Cảm quan đầu tiên của mình với sản phẩm này thì đây là một sản phẩm cực kỳ đẹp. Đã lâu lắm rồi mà mình mới có một cái sự cảm hứng hồ hởi như vậy để mà trên tay một cái sản phẩm giá rẻ. Đùa một tí thôi, quan trọng là cái sản phẩm này được hoàn thiện là chất liệu từ nhựa giống như những chiếc máy da rẻ khác, nhưng mà nó không đi theo cái xu hướng tìm cách giả kính bằng một chất liệu nhựa rẻ tiền làm cho dễ trời xước, và màu xanh đỏ tím vàng loang lổ. Nó đi theo cái xu hướng đơn giản thuần chất giống như những cái điện thoại cách đây từ 2 tới 3 năm về trước. Mặt lưng này là vật liệu nhựa nhưng mà cảm giác khi sử dụng là rất tốt. Thứ nhất đây là dạng nhựa nhám nên là không bám quá nhiều mồ hôi vào bàn tay trong quá trình sử dụng. Cái màu xám đen này của sản phẩm cũng tương đối nhã nhặn và phù hợp với cái mũ của mình. Với sản phẩm có màu thế này thì rất là dễ dàng phối đồ của nhiều loại trang phục khác nhau. Thứ hai, nó là dạng được bố trí cái họa tiết sọc bên dưới và không biết mô tả thế nào mà sẽ mô tả bằng âm thanh. Với cái dạng họa tiết này cùng với kinh nghiệm sử dụng điện thoại nhiều năm của mình thì chắc chắn đây là một sản phẩm có độ bền rất là cao và ít bị trời xước. Trên mặt lưng này chúng ta sẽ có cụm camera với hai camera, một chiếc máy giá rẻ nhưng mà vẫn có camera kép với thông số lần lượt là 13 megapixel khẩu độ f/2.2 với camera chính, rồi camera phụ là 2 megapixel dùng để đo độ sâu trường ảnh. Bên dưới là một đèn flash LED và logo Nokia thì đặt chính giữa mặt lưng. Mình thích cái mặt lưng bao nhiêu thì mình thích cái khung viền còn nhiều hơn như vậy nữa, bởi vì đã thật sự rất lâu rồi mình mới thấy được một sản phẩm có khung viền vuông vức trong năng tính như thế này. Cái khung viền này là mình nhớ ngay tới những chiếc iPhone 4S hay là Nokia 950XL hồi xưa. Không còn cái họa tiết sọc sọc như ở mặt lưng nữa, chúng ta sẽ có một cái khung viền trơn chứ không bóng. Cảm giác cầm nắm cái khung viền này rất là tốt. Dù nó được làm vuông vức nam tính nhưng mà khi cầm thì rất là thoải mái, không hề xảy ra hiện tượng cắn tay. Và không chỉ có ngoại hình xuất sắc về phần nhìn, mức độ hoàn thiện của cái sản phẩm này cũng rất là cao, và cao hơn nhiều mức giá chỉ khoảng 2,5 triệu đồng của nó. Từng chi tiết nhỏ, ví dụ như là Jack 3.5 này, cổng sạc phía dưới, cổng loa đều được cắt phát tỉ mỉ và không cho mình cảm giác rẻ tiền, không hề có một chút nhựa thừa nào trong cái sản phẩm này. Tuy nhiên, việc bố trí các chi tiết này thì hơi bị lệch pha một chút, ví dụ như là cái cổng micro USB thì nó bị lệch. Đặc biệt là về phần phím bấm thì sản phẩm này ngoài hai phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn truyền thống thì chúng ta sẽ có thêm phím gọi Google Assistant, chỉ cần bấm là chúng ta sẽ gọi được chị Google để điều khiển chiếc máy của mình. Một ví dụ đơn giản, mở YouTube. Bố mẹ ở nhà đôi khi thì không biết ứng dụng ở đâu để mở, rất đơn giản, các bạn chỉ cần hướng dẫn mọi người sử dụng cái Google Assistant này thì có thể điều khiển chiếc máy tận dụng được hết phần cứng một cách vô cùng đơn giản luôn. Chúng ta quay trở lại những thông số chính thì màn hình của sản phẩm này có kích thước là 6.3 inch, rất là lớn, nhưng mà đổi lại thì độ phân giải không có cao, chỉ có khoảng 720p thôi. Với cái độ phân giải này thì kích thước lớn của sản phẩm chúng ta sẽ nhìn thấy rõ, và độ sáng của tấm nền màn hình này mình cũng đánh giá không tốt lắm, nó hơi bị đục. Tuy nhiên với một cái màn hình lớn thế này thì những trải nghiệm sẽ rất là đơn giản và dễ dàng thao tác với người lớn hay là người cần những nhu cầu cơ bản thì mình nghĩ đó là một chiếc điện thoại phù hợp. Về mặt trước của sản phẩm này thì không được tinh tế và thẩm mỹ lắm bởi vì cái viền của nó thì hơi bị dày, nhất là viền dưới chúng ta còn để nguyên cả logo Nokia mà vẫn dư một khúc. Chúng ta sẽ có luôn camera ở đây là 5 megapixel, được đặt trong dạng giọt nước, và giọt nước cũng rất to nhưng mà camera thì chỉ có chút xíu. Về cấu hình của sản phẩm này thì nó được chạy chip Helio A22, là con chip khá là quen thuộc nhưng mà hiệu năng của nó thì không được đánh giá cao lắm. Tuy nhiên đổi lại chúng ta sẽ có một thời lượng pin tốt với một con chip tiết kiệm pin như thế này. Thao tác mở app và chuyển đổi app của mình cảm thấy hơi chậm, nhưng mà với người dùng cơ bản có khi thì đã đủ rồi. Đặc biệt nếu mà các bạn sử dụng những app cơ bản thôi và vuốt chạm hàng ngày với hệ điều hành Android One phiên bản 9.0 này thì chúng ta sẽ rất là mượt mà và có tốc độ phản hồi cực kỳ tốt. Cuối cùng là về pin, sản phẩm này được quảng cáo dùng tới 2 ngày.
và mình xin xác nhận đó không phải là quảng cáo, chiếc máy này hoàn toàn có thể sử dụng được tới 2 ngày. Với cấu hình cơ bản và màn hình độ phân giải không cao thì việc sử dụng với 4000mAh hoàn toàn là đủ cho 2 ngày. Nhưng mà đáng tiếc, viên pin này có 2 điểm yếu. Thứ nhất là chúng ta sẽ chỉ được sạc bằng cổng micro USB thôi. Trong năm 2019, micro USB là hơi lỗi thời. Thứ hai là cục sạc để kèm theo máy chỉ có công suất tối đa là 5V 1A, hơi chậm một chút. Bên trên là những chia sẻ của mình về Nokia 3.2, một chiếc máy mình đánh giá là có giá bán rất là tốt, chỉ khoảng 2,5 triệu đồng, chưa tính là có thể trừ quà và chiết khấu từ nhà bán lẻ nữa. Đặc biệt là về phần ngoại hình và chất lượng hoàn thiện của sản phẩm này là rất tốt, cực kỳ tốt nếu so với mức giá chỉ chưa tới 3 triệu đồng của nó. Tuy nhiên, những phần khác ví dụ như cấu hình, camera hay màn hình của sản phẩm này là không quá cao. Tuy nhiên, nếu các bạn chỉ có nhu cầu cơ bản, yêu thích thương hiệu Nokia, một thiết kế đẹp và chất lượng hoàn thiện tốt thì đây là một trong những sản phẩm các bạn nên hướng tới trong khoảng cuối năm này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.